Xin chào các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với channel của Thanh Tâm Audio. Đây là một trong những cái bộ dàn mà em đã đợi chờ cũng như là trông ngóng nó về rất từ lâu rồi. Em cũng chốt hàng được bộ này ở bên Nhật từ hơn một tháng mà đến thời điểm hiện tại là hôm nay là 24 âm lịch nó mới về hàng. Nói chung đây là một bộ hà dàn cao cấp mà không làm em thất vọng. Và bây giờ em sẽ giới thiệu đến các bác và test cho các bác nghe những cái đường nhạc của nó. Bây giờ em sẽ giới thiệu đến các bác về bộ dàn cũng như là cái hình thức của nó trước nhé. Bộ dàn các bác đang được nhìn thấy ở đây có đến từ thương hiệu của Sony, một trong những cái thương hiệu mà các bác có thể thấy nhiều ở những cái thiết bị như TV, tủ lạnh rồi nhiều thứ điện dân dụng. Và cái đồ âm thanh này Sony cũng không tham gia trực tiếp vào cái cuộc chiến sai chung, mà họ chỉ làm về cái hàng bình dân cũng như là hàng dân dụng. Còn cái hàng sai chung cao cấp thì họ cũng không tham gia nhiều mẫu. Họ chỉ có sản xuất ra thị trường hai phiên bản dàn, đó là bộ Sony 3000ES như các bác nhìn thấy ở đây, và một bộ cao cấp hơn của nó đời đàn anh thì nó là 5000ES. Bộ dàn này xuất xưởng với cái số lượng thớt là 4 thớt như các bác đang hình nhìn thấy ở đây: âm đi, FM, MD và CD. Xuất xưởng bộ Sony 3000ES này nó sẽ đi cùng với cặp loa AL3 của Sony. Nhưng mà em cái cặp đấy nó chơi nó không có gì đặc sắc nên là em đã mua cái hẳn cái cặp AL5 của Sony. Cặp này ghép với cái bộ 5000ES của hãng. Bộ 5000ES thì nó có hai cặp loa khác nhau, đó là cặp AL5 và AL5 MKI 2. Thì đây là cặp AL5 các bác đang được nhìn thấy với hình thức rất là đẹp. Các bác, em sẽ quay cho các bác xem. Đó, các bác thấy chưa? Loa Buxell 2 đường tiếng với cái chép đôm lụa với đường kính khoảng 4cm, mà bát khoảng 13cm với cái màng bát là sợi Keva tổng hợp nhé. Con Sony này có hai cái lỗ thoát hơi đằng trước và đây là cái dòng chữ Sony được hãng dập nổi ở đây. Đây là hình thức của mặt trước của các thớt rất là đẹp. Và cũng xin nói luôn với các bác là cái bộ dàn này mặt tiền thì đẹp nhưng mà mặt lưng thì nó chỉ khoảng 90-93% thôi, như các bác đang nhìn thấy đây. Tại vì là nó bằng kim loại bằng hết nên là không thể tránh được cái sự xước sát trong quá trình sử dụng. Đây là cặp loa Sony 3000, Sony AL5 nha các bác nhé. Đó, bây giờ em sẽ cố định máy và giới thiệu với các bác những cái điểm đặc biệt trên bộ dàn này có xứng đáng một số tiền là 35 triệu để chơi hay không. Bộ dàn này đang có giá 35 triệu 4 thớt khiển học các bác nhé. Bộ này em cũng nói luôn là kiếm khiển zin của nó còn khó hơn cả đi mua kim cương các bạn. Rất là khó, tại vì là nó xuất xưởng được với cái số lượng cũng không được nhiều và người châu Âu họ rất là thích cái bộ dàn này nên là hầu như là ở thị trường Nhật rất là ít. Các bác có thể lên eBay để tìm mua những cái thớt CD và âm đi của bộ này rất là nhiều, nhưng mà đặc biệt là loa rất là khó mua nhé. Ok, theo như tìm hiểu của em ấy thì cái dòng dàn của Sony sai chung nó rất là khó mua, đặc biệt là cái dòng ES với cái dòng 5S, 5000ES, 3000ES. Đó, các bác có thể thấy ES là ký hiệu đặc biệt của cái dàn của cái âm thanh cao cấp của Sony đó. Và nếu mà em không nhầm thì cái bộ Sony mà 3000ES 4 thớt như các bác đang được nhìn thấy ở đây ấy, ở Việt Nam mới chỉ có duy nhất một bộ. Bộ này là bộ thứ hai. Các bác có thể thấy cái đĩa này của em nó lỗi rồi. Sẽ cho một cái đĩa khác. Đây là bộ thứ hai, đủ 4 thớt. Bộ này được xuất xưởng năm 1997. Với cái giá tổng xuất xưởng của cả cái hệ thống như thế này nó khoảng hơn gần trên dưới 100 triệu. Thì các bác biết cái giá trị của nó như nào. Nó dành cho những cái giới đại gia của bên Nhật. Năm 1997 mình hơn 100 triệu không phải là ít tiền. Đó, các bác thấy cái bộ này rất là đẹp. Thớt ở trên cùng là cái thớt CD với cái hệ thống cơ đĩa rất là đặc biệt. Thì em sẽ quay cho các bác xem. Nó sử dụng cái mắt đọc và nhận bài rất là nhanh. Thớt ở dưới CD đó là thớt MD. Cái thớt MD này nó cũng là rất là đặc biệt, nó cũng là một dòng 2MD của hãng và nó được lưu vào cái bảo tàng audio vintage của châu Âu. Tất cả những cái thớt này đều được lưu ở trong bảo tàng audio vintage của châu Âu. Đó, và cái MD này nó điểm đặc biệt mà em đang nói đó là
cái khả năng giải mã tín hiệu để các bác chơi nhạc số và không cần đĩa mồi. Nó có thể giải mã tối đa 16 bit. Rất là hay. Và những cái con đầu như thế này có cân nặng rất là lớn nha các bác nhá. Bên dưới của cái thớt MD đó là cái thớt FM. Một cái thớt FM đồng bộ với cái thiết kế mặt tiền giống hệt nhau, với cái miếng nhôm phay dày 3mm rất là đẹp, và bắt được bắt bằng 4 con ốc mục giác. Con FM này cũng rất là gấu, nhưng mà rất tiếc cho nó là nó không bắt đến được 91MHz với cả 108MHz ở thị trường Việt Nam. Nó dành cho thị trường châu Âu và thị trường Nhật. Đó. Còn cái thớt cuối cùng chính là cái thớt Omni. Cái thớt này có công suất 120W một kênh, và nó có tới 6 cái đường xuộc vào như các bác đã nhìn thấy, bao gồm MD, Tape, AUX, CD, Tuner và Phono. Con này được hỗ trợ chức năng chỉnh bass chép rời ngay trên mặt máy. Các bác có thể thấy ba cái hàng ở dưới, và nút một núm vặn ba năng cân bằng loa. Đó. Cái âm ly này được thiết kế đối xứng rất là đẹp, các bác có thể thấy. Và cái toàn bộ cái dàn này nó đều được bọc bằng bằng nhôm các bác nhá. Bốn mặt đều là nhôm hết. Nói chung là em cũng làm rất là nhiều những cái size chung của các hãng như Denon, Onkyo hay là Sansui, Kenwood. Thì đây là cái bộ dàn chung mà em đánh giá rất là cao về thiết kế, và có thể nói đây là cái bộ dàn mà thiết kế mà em ấn tượng cũng như là thích nhất trong những cái trong cái phân khúc dàn âm thanh size chung. Sau khi hàng về và em cũng đã test cái chất bát của cái bộ này, cái chất âm của bộ này thì nó cho một cái tiếng bát rất là uy lực, và nó uy lực theo một cái cách rất là Sony. Nó rất là gọn, cũng như là nó vừa, nói chung là nó không quá bị ù, cũng như là bị thừa đuôi. Nói chung là nhiều cái mà các bác miêu tả về cái sự cái bát nó trầm, nó ồm quá đấy, thì cái bộ này nó rất là gọn bát, rất là hay. Em cũng thử những cái thể loại nhạc như là bolero này, bằng kiều, rồi modern talking hay là ballet em, thì nó chơi rất là tốt, đều hay. Nói chung đây là một cái bộ dàn mà xứng đáng cả về giá trị sưu tầm cũng như là cái âm thanh của nó. Bộ này nó đánh ở cái không gian từ khoảng 40m2 trở lại cũng chơi được tốt. Tại vì cái công suất của nó em theo em test thì nó rất là khủng luôn. Cái phòng của em nó khoảng 2-5m mà em vặn một núm âm lượng nó mới lên mức 3.5 mà đã thấy là nghe đã thấy quá đủ rồi. Bộ này nó loa cầm loa nó có hai cái hệ thống tiêu âm đằng trước, tiêu hơi đằng trước ấy, nên là các bác tha hồ có thể đặt loa sát tường, không phải lo cách tường khoảng 20-30 phân để nó tiêu cái hơi đấy. Giới thiệu một hồi rồi thì bây giờ em cũng sẽ vào chi tiết để test cho các bác nghe thử cái chất âm của bộ dàn này. Và cái thể loại đầu tiên em sẽ test đó là thể loại nhạc bolero, và đĩa Dương Hồng Loan đang là hát. Quên các bác giới thiệu cho các bác xem một chút về cơ đĩa của bộ dàn này. Đây là cơ đĩa của nó. Nó được trang bị cái cơ đĩa đúng của một cái dòng ES huyền thoại. Các bác có thể thấy trên những cái con CD dân dụng khủng như 777ES chẳng hạn đấy, thì nó cũng sử dụng cái cơ đĩa như thế này. Đây, và em sẽ mở nó ra. Đó. Nhấc cái cục chạy đĩa này lên để thay đĩa. Đó, và thay đĩa khác thì bỏ vào như này thôi. Lại đặt cục chặn đĩa lên và kéo cái nắp này vào, cái nó sẽ tự động đẩy cái đĩa ra và nó sẽ nhận bài rất là nhanh. Chúng ta sẽ chọn bài. Đây là cách hoạt động của đĩa, các bác nhìn em đếch bài, nó sẽ nhảy đĩa ra. Đó, nó cứ quay dần ra đến cái vòng tua cuối cùng là đến những cái bài cuối ạ. Và bây giờ em sẽ chọn một cái bài nhạc nào đó nó hay một chút để cho các bác có thể nghe. Bộ này rất là nặng nên là em ưu tiên mấy bác ở Hà Nội B nhá. Chứ bộ này ship thì rất là vất vả.
Bạn nào quan tâm đến bộ dàn này thì có thể liên hệ từ cái số điện thoại em để bên dưới video này nhá. Chỉ có một bộ duy nhất thôi nên các bác có thể liên hệ sớm ạ. Sao không thấy em, gió hiu hiu lòng mong nghe lạnh thêm. Chiều mù sương hay mù khói thuốc anh, em không lại anh nhiều lòng sao đây. Em cứ hẹn chiều mai rồi lại không thấy em.
em, áo ai xanh hờ hững đi vào đêm. Đợi một giây nghe bằng thế kỷ sau, em mới yêu lần đầu anh đã yêu lần sau. Chắc tại chiều hôm nay không còn nắng để thêm hồng đôi má thắm dài nhân. Chắc tại mưa nơi vùng xa tiến đó, sợ mưa lạc đường làm ướt áo em anh. Hay tại ngày hôm kia em gần khóc, anh vùng về quên lau mắt thu mưa. Thôi em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, để anh buồn như anh chàng làm thơ. Em có hay trời buồn trời chuyện mưa đó không, biết yêu em là biết nghe chờ mong. Chuyện tình yêu muôn ngàn kiếp đến nay, nàng cứ quên hẹn hoài, chàng cứ quên chờ ai. Chắc tại chiều hôm nay không còn nắng để thêm hồng đôi má thắm dài nhân. Chắc tại mưa nơi vùng xa tiến đó, sợ mưa lạc đường làm ướt áo em anh. Hay tại ngày hôm kia em gần khóc, anh vùng về quên lau mắt thu. Thôi em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, để anh buồn như anh chàng làm thơ. Em có hay trời buồn trời chuyện mưa đó không, biết yêu em là biết nghe chờ mong. Chuyện tình yêu muôn ngàn kiếp đến nay, nàng cứ quên hẹn hoài, chàng cứ quên chờ ai. Chuyện tình yêu muôn ngàn kiếp đến nay, nàng cứ quên hẹn hoài, chàng cứ quên chờ ai. Chuyện tình yêu muôn ngàn kiếp đến nay, giờ em sẽ thử cho các bác thử cái đĩa MD của cái thớt MD này nhé. Nàng cứ quên hẹn hoài, chàng cứ quên chờ ai. Chuyện tình yêu muôn ngàn kiếp đến nay, nàng cứ. Và chúng ta sẽ chuyển input về MD. Con gái cũng cần dĩ vãng mãi.
về sau nước mắt có cạn khi xa đời thương cho đàn con. Chiều người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người lạnh lùng. Người ngơ đã xa xăm bỗng về quá thanh thang, ôi áo xưa lồng lộng đã xô dạt trời chiều như từng cơn nước rộng xóa một ngày điêu hiu. Tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đây, người ngỡ đã đi xa nhưng người vẫn quanh đây. Những bước chân mềm mại đã đi vào đời người như từng viên đá cuội rớt vào lòng. Yêu nhau cho nhau nụ cười, thương nhau cho nhau cuộc đời. Mà đời đâu biết đợi để tình nhân kết đôi. Yêu nhau cho nhau một lần, thương nhau cho nhau một lần. Một lần thôi vĩnh biệt, một lần các bác nghe một cái thể loại nhạc Âu nhá, xem có bộ này nó đánh nó ra cái gì không. Nói chung là đây là một bộ em đánh giá rất là cao, nên là không có lý do nào mà nó không chơi không hay. Tìm và tra khảo cái thông tin của cái bộ này ở trên cái website bảo tàng châu Âu đó, và nó sẽ có chi tiết cấu hình cũng như là giá xuất xưởng của từng cái thân một.
Bây giờ em sẽ test cho các bác một cái thể loại nhạc cuối, đó là một cái chơi bằng cái đường aux điện thoại cắm vào, với cái thể loại nhạc cái nhạc đen của những thập niên 80-90. Chúng ta sẽ you are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. I love you.
She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? Vừa rồi là em có test cho các bác nghe thử những cái đường tiếng cũng như là những cái chất âm của từng thể loại khác nhau mà cái bộ Sony 3000 AS có thể đánh được. Và em cũng đã quay rất rõ hình thức cho các bác xem về cái bộ dàn chung Sony 3000 AS và cái cặp loa Sony AN5 các bác đã nhìn thấy đây. Theo đánh giá tổng quan của em thì cái bộ này nó có cái mặt tiền mới khoảng 97-98%, và cái mặt lưng của ba cái thớt nhỏ ở trên thì nó khoảng 90%. Cặp loa thì tuyệt đẹp, cái cang thì đến cái thời điểm hiện tại mà nó còn nguyên như thế này thì rất là quý giá. Và bộ này rất là hiếm gặp với một bộ đầy đủ 4 thớt và rất là khó mua. Với cái giá của sản phẩm này là 35 triệu kèm kẻn học. Bạn nào quan tâm có thể liên hệ tới số điện thoại em để dưới video này. Ngoài ra các bác cũng có thể tham khảo thêm hình ảnh của bộ dàn cũng như là những cái sản phẩm khác ở trên những cái địa chỉ của bên em. Như là các bác có thể truy cập vào địa chỉ website dànamthanhmini.com, hoặc ở trên Facebook các bác có thể truy cập vào địa chỉ fanpage là Dàn Âm Thanh Mini Cao Cấp gạch ngang Thanh Tâm Audio. Và các bác có thể kết bạn với cái nickname của em, đó là Đỗ Tiệp. Các bác vào tìm Đỗ Tiệp và cái số điện thoại hotline của em là 0966050917 là sẽ ra cái fanpage cá nhân của em. Ngoài ra các bác có thể kết bạn cũng như liên hệ qua số Zalo để lấy thêm thông tin về hình ảnh cũng như là em sẽ tư vấn đầy đủ cho các bác. Hẹn gặp lại các bác vào những video bộ dàn lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.